11 công ty thất bại ê chề của tỷ phú Donald Trump. Tỷ phú Donald Trump nổi tiếng với những dự án bất động sản khổng lồ và thú ăn chơi xa xỉ, nhưng cũng từng nếm mùi thất bại với các công ty kinh doanh trong nhiều lĩnh vực. 1. Trump Mortgage, ra mắt năm 2006, đóng cửa năm 2007. Năm 2006, tỷ phú Trump cho ra mắt công ty cho vay thế chấp của riêng mình. Con trai ông dự đoán đây sẽ là hãng cho vay mua nhà số 1 tại Mỹ. Khi đó, chia sẻ với trang CNBC, Trump nói: "Tôi nghĩ đây là thời điểm tuyệt vời để mở một công ty cho vay thế chấp. Làm gì có ai giỏi về tài chính như tôi." Tuy nhiên, chỉ một năm sau đó, thị trường bất động sản Mỹ hoàn toàn sụp đổ, kéo theo công ty mới đi vào hoạt động của ông. 2. Trump Stacks, năm 2007. Năm 2007, Trump ra mắt thương hiệu bò bít tết mang tên mình. Một gói 12 burger bò và 4 miếng bít tết của Trump Stacks có giá từ 199 USD và cao nhất lên tới 999 USD. Tuy nhiên, cửa hàng Trump Steakhouse tại Las Vegas của ông đã bị buộc đóng cửa do vi phạm 51 điều về vệ sinh an toàn thực phẩm, trong đó có việc sử dụng sữa chua hết hạn và vịt con 5 tháng tuổi. 3. Trump The Game, năm 1989 đến năm 1990, năm 2005. Năm 1989, Trump lần đầu ra mắt công ty game của riêng mình. Tuy nhiên, doanh thu èo uột khiến công ty phải đóng cửa ngay năm sau đó. Tuy nhiên, sau thành công chương trình truyền hình của mình, Trump mở cửa lại Trump The Game vào năm 2005. Hiện nay, bạn vẫn có thể mua sản phẩm của công ty này qua một số hãng bán lẻ trực tuyến. 4. Trump Ice, đóng cửa vào năm 2010. Trong một thời gian, nước uống đóng chai Trump Ice được bán tại các sòng bạc của Trump. Theo ông, loại nước uống này tốt tới mức nhiều người muốn mua cả thùng. Do đó, Trump bắt đầu cho sản xuất và phân phối hàng loạt nhưng không thành công. Hiện nay, bạn vẫn có thể mua Trump Ice trên eBay nếu muốn thưởng thức hương vị tinh khiết nhất của nước uống đóng chai. Dù công ty không còn hoạt động, nhưng trang web chính thức của Trump cho biết bạn có thể tìm mua Trump Ice tại các chuỗi cửa hàng thực phẩm và đặc sản trên khắp nước Mỹ. 5. GoTrump.com, năm 2006 đến năm 2007. GoTrump.com là một công cụ tìm kiếm các gói du lịch xa xỉ giảm giá, ra mắt năm 2006. Trang web này được Travelocity.com hỗ trợ nên khởi đầu khá tốt. Tuy nhiên, GoTrump.com nhanh chóng bị giới phê bình chỉ trích và đóng cửa một năm sau đó. 6. Trump Magazine, năm 2007 đến năm 2009. Tạp chí Trump là sự kết hợp giữa thương hiệu Trump và Niche Media. Ra mắt với các chiến dịch PR rầm rộ, nhưng tạp chí này ngừng xuất bản chỉ sau 2 năm do những khó khăn trong ngành quảng cáo thời gian này. 7. The New Jersey Generals, năm 1983 đến năm 1985. Năm 1983, Trump mua đội bóng đá The New Jersey Generals của Mỹ, nhưng sau đó đã nhanh chóng bán đi để tập trung vào các dự án xây dựng như Trump Tower. Tuy nhiên, năm 1984, ông lại đổi ý và mua lại đội bóng. Một năm sau đó, đội bóng giải nghệ cùng với toàn bộ giải đấu USFL. Người ta không chỉ đổ lỗi cho Trump vì sự sụp đổ của đội bóng, mà còn của cả giải đấu này. Khi đó, Trump đã cố đưa đội Generals vào giải NFL, nhưng đây có lẽ là quyết định đầu tư sai lầm. Tháng 5 năm 2014, Trump tỏ ý muốn mua lại đội Buffalo Bills. 8. Trump Airlines, năm 1989 đến năm 1992. Năm 1988, Trump mua lại Eastern Air Shuttle, hãng hàng không 27 năm tuổi, với các đường bay giữa Boston, New York và Washington DC. Ông sửa sang đội bay theo phong cách xa hoa và đổi tên thành Trump Airlines. Tuy nhiên, vì đây là hãng hàng không chặng ngắn, nên khách hàng chỉ cần thuận tiện chứ không cần quá xa xỉ. Do đó, việc đầu tư của Trump không đem lại hiệu quả. Hơn nữa, giá nhiên liệu khi đó quá cao khiến Trump Airlines lỗ triền miên và phá sản vào năm 1992. 9. Trump Entertainment Resourcing. 4 lần phá sản vào năm 1991, 2004, 2009, 2014. Trong lịch sử hoạt động của mình, Trump Entertainment Resource từng 4 lần đệ đơn xin bảo hộ phá sản. Lần đầu tiên là sau khi Trump Taj Mahal được xây dựng vào năm 1991. Lần thứ hai là vào năm 2004 khi công ty tự nguyện phá sản do khoản nợ tích lũy 1,8 tỷ USD.
Lần phá sản tiếp theo là vào năm 2008 đến 2009, khi công ty không thể trả lợi tức 53,1 triệu USD, giá cổ phiếu công ty giảm từ 4 USD xuống chỉ còn 23 cent. Tháng 9 năm 2014, một lần nữa Trump Entertainment Resorts Inc. đệ đơn xin bảo hộ phá sản. Trong một bài phỏng vấn với MSNBC, Michael Isikoff hỏi Trump được gì khi ông chả làm gì với công ty này. Trump trả lời, bởi vì tôi là thiên tài, ok. 10. Trump Tower Tampa, năm 2006 đến năm 2007. Có nhiều tòa nhà từng trả tiền để được mang mác công ty xây dựng Donald Trump, nhưng cuối cùng không mấy dự án thành công. Một trong số này là Trump Tower Tampa. Trump từng cho biết ông không có ý định tự xây các tòa nhà mà chỉ bán tên thương hiệu của mình cho các hãng xây dựng khác. Tuy nhiên, với Trump Tower Tampa, chủ đầu tư phải trả khá nhiều tiền để lấy tên thương hiệu Trump, nhưng cuối cùng bị bán với giá 5 triệu USD vào năm 2011. 11. Đại học Trump, năm 2005 đến năm 2011. Năm 2005, Trump mở Đại học Trump, một cơ sở kinh doanh giáo dục nhưng không cấp bằng. Đây là nơi ông truyền bá các kỹ năng kinh doanh của mình cho những ai muốn học và sẵn sàng trả phí 35.000 USD. Cùng năm đó, Trump cấp phép dùng tên thương hiệu của mình cho một chương trình liên kết có tên Viện Trump. Năm 2010, 4 sinh viên kiện Đại học Trump vì cho rằng các chương trình của trường này được quảng cáo quá đà, không cấp chứng chỉ và lợi dụng thời buổi kinh tế khó khăn làm dấy lên nỗi sợ hãi trong khách hàng. Sau đó, Đại học Trump đổi tên thành Viện Doanh nhân Trump. Năm 2011, trường này chính thức dừng hoạt động. Năm 2013, Tổng trưởng lý Tòa án New York kiện Trump và Đại học Trump tội lừa đảo sinh viên. Theo Hoài Thu, từ 24h.com.vn. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên YouTube qua hệ thống kênh của Passion Studio. Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ. Khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn, cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng Độc Thám TV, hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua Bí ẩn Sử Việt cùng nhiều kênh YouTube bổ ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày. Passion Studio mang đến những giá trị thiết thực.